Quốc Trường và loạt tin đồn hẹn hò với các mỹ nhân vip. Nhiều bóng hồng đình đám vip đã vướng tin đồn tình cảm với chàng trai đạo hoa Quốc Trường. Thời gian gần đây, dân tỉnh lại được fan thích thú bởi những màn tương tác giữa Quốc Trường và Mizu. Đây cũng không phải lần đầu nam diễn viên vướng tin đồn tình cảm với Mizu. Có vẻ ngoài điển trai và sự nghiệp đáng nể ở tuổi 34, chẳng trách quốc trường luôn được xem là hình mẫu trong mộng của nhiều cô gái. Cũng chính vì điều này mà xuyên suốt sự nghiệp, nam diễn viên luôn được đẩy thuyền với những mỹ nhân xinh đẹp đình đám vip. Bảo Anh Bảo Anh từng vướng tin đồn hẹn hò quốc trường hồi năm 2019. Thậm chí, anh còn từng bộc bạch rằng cô chính là hình mẫu vợ lý tưởng của mình ngày nhỏ. Thời điểm đó, cặp đôi nhận được sự ủng hộ từ phía khán giả liên tiếp để lộ dấu hiệu đáng ngờ thông qua những màn tương tác mùi mẫn trên mạng xã hội. Thế nhưng, Bảo Anh nhiều lần khẳng định mối quan hệ giữa cả hai chỉ dừng lại ở mức bạn bè. Mizu Suốt nhiều năm liền, Mizu và Quốc Trường rất hay thả thính qua lại trên mạng xã hội. Gần đây nhất, khi nam diễn viên bông đùa về việc vào siêu thị tìm vợ, Mi Du lập tức đáp trả, "Kiếm vợ ai lại đi vào siêu thị Hà Anh. Trong đó toàn vợ người ta, vợ anh ở nhà kia, về đi." Trước lời nói của người đẹp, Quốc Trường liền vui vẻ ngỏ ý, "Cho anh địa chỉ nhà em." Minh Hằng từng có một thời gian, Quốc Trường vướng tin đồn hẹn hò với ca sĩ Minh Hằng, nguyên nhân đến từ việc cặp đôi liên tục check-in cùng nhau, có những hành động thân mật trong một buổi tiệc tuy nhiên quốc trường và minh hằng đều khẳng định đó chỉ là sự hiểu lầm cả hai chỉ dừng lại ở mức bạn bè thân thiết